Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, khu 2 và khu 4, tỷ lệ 1/2000. Cụ thể, khu 1 có diện tích nghiên cứu quy hoạch gần 630 ha, thuộc địa giới hành chính các xã Tiên Dược, Mai Đình, Phú Linh và thị trấn Sóc Sơn. Dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người. Khu 2 thuộc các xã Tiên Dược, Mai Đình, Đông Xuân, quy mô khu khoảng 425 ha, dân số đến năm 2030 khoảng gần 49.000 người. Khu 4 thuộc địa giới hành chính các xã Tiên Dược, Mai Đình, Quang Tiến, quy mô nghiên cứu quy hoạch trên diện tích khoảng 561,31 ha. Dân số dự kiến đến năm 2030 khoảng 21.150 người. Sau khi đồ án được công bố, các xã thị trấn sẽ được thông tin công khai chi tiết các nội dung đồ án quy hoạch để người dân biết và cùng thực hiện. Các phòng ban nghiên cứu đề xuất huyện Sóc Sơn đưa vào các dự án phát triển, đồng thời quản lý chặt chẽ sau quy hoạch.